Câu số 76, số phức U có dạng là 3 cộng 4 y bình, ủa 3 cộng 4 y thì nếu mà z bình phương bằng U, z bình phương mà bằng U thì z là nhiêu? Tức là mình coi coi những thằng này nè, thằng nào mà bình phương lên ra 3 cộng 4 y thì đó chính là đáp án của chúng ta đúng không? Thằng nào bình phương mà ra 3 cộng 4 y đó thì ví dụ như câu C là chúng ta loại nè. Tại vì mấy em thấy là nếu bình phương lên thì mình chỉ có mấy y đây? Chỉ có 2 y thôi. Câu C loại. Câu này có thể nhận nè, có thể. Câu này có thể. Mình bình phương lên mình có thể nhận được là 4 y. Thằng này bình phương lên nhận được mấy y mấy em? Nhận được 8 y lận. Bình phương lên 4 cộng y, tất cả bình phương bằng 4 bình cộng y bình cộng 2 nhân 4 nhân y là 8 y. Câu này loại. Cho nên á, chúng ta làm chúng ta cần phải suy tính cẩn thận chút xíu. Thì bây giờ á, mình sẽ có thể tính nhẩm thằng này, hai bình phương ra là hai bình phương của này ra là 4, cộng đi y bình phương là trừ 1 ra là 3. Đúng rồi, cái phần thực của nó là 3, phần ảo nó là 4 y, đúng rồi, hợp lý. Thằng này cũng vậy. Cho nên mình nghĩ là mình chọn câu D, nhưng mà để chắc ăn hơn á, thằng này á, để loại á, mình nhập cái trừ 2 trừ y vào. Thằng trên thì mình tính nhẩm ra rồi. Thì mình tính thằng dưới bình phương ra 3 cộng 4 y, thằng trên này cũng ra 3 cộng y. Bây giờ để chắc ăn hơn loại này nè. Loại này nè. Thằng này là gì đây? Trừ 4 y chứ không phải cộng 4 y. Thằng này là trừ 4 y, sai ở câu này. Ha, sai câu này, này là trừ 4 y. Chọn câu D đúng rồi.